Đờ mở chán vãi ò chắc mình vô chơi block root để giải stress thôi. Boy. I'm about to come. Giải tỏa xong rồi cơ thể thật dễ chịu làm sao? Bây giờ mình sẽ đi PVP tí quay lại giải tỏa tiếp. Em có phải là Rip Indra Chan đúng không? Dạ em là Rip Indra Chan đây. Sao em lại xuất hiện ở đây vậy? Anh nhớ là em không bao giờ xuất hiện từ trong Block Fruit mà. Dạ anh đã đọc câu thần chú ăn ba tô cơm nên em mới được triệu hồi tới đây. Dù sao em cũng tới đây rồi, không lẽ chúng ta đi hẹn hò đi? Em đồng ý nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì anh cũng sẽ làm được hết. Anh phải đảm bảo tất cả người đang xem video này hãy nhấn like và đăng ký kênh Quỷ Nhỏ Tím Xanh để ủng hộ cậu ấy. Anh em hãy nhấn like và đăng ký kênh Quỷ Nhỏ Tím Xanh để tôi còn được hẹn hò với Rip Indra Chan. Anh em có 3 giây để làm điều đó. 1, 2, 3. Mọi người đã đăng ký kênh hết rồi. Tuyệt quá, nhưng trước khi đi hẹn hò thì anh thay một bộ đồ khác đi. Nhìn anh ăn mặc như vậy có khác thằng trẻ trâu không? Anh thay đồ xong rồi mình đi hẹn hò thôi. Dạ vâng. Sao em lỡ bỏ lại anh một mình hả Chan? Em xin lỗi anh. Suốt ngày hôm qua em đã rất hạnh phúc vì được ở bên anh. Nhưng bây giờ đã muộn rồi, em phải thoát game để đi ăn cơm. Em không thể chơi với anh được nữa. Mặc dù rất muốn chơi tiếp nhưng mà em không thể. Em phải đi rồi. Tạm biệt anh. Đợi đã, Rip Indra Chan. Anh. Trước khi đi em có thể cho anh biết địa chỉ nhà của em được không? Sao anh lại hỏi địa chỉ nhà em? Bởi vì anh yêu em. Anh không muốn mất em. Anh muốn yêu em ngoài đời thật. Em cũng yêu anh. Và đây là địa chỉ nhà em. Khu phố 17 số nhà 213. Hẹn gặp lại anh sau. Hey, disconnected. Mình cũng ở khu phố 17. Vậy là mình ở gần Rip Indra Chan. Mình có thể đi gặp cô ấy ngay bây giờ. Yeah, boy. Đây là nhà 213, không biết Rip Indra Chan có nhà không nhỉ? Rip Indra Chan ơi, tớ tới rồi đây. Cậu tìm Rip Indra Chan hả? Đúng rồi, Rip Indra Chan có nhà không chú? Dạ không cô. Tớ là Rip Indra Chan đây. Haha, cô nói giỡn hoài, Rip Indra Chan trong game cute dễ thương lắm, không xấu xí đen thui bẩn bẩn như cô đâu. Tớ là Zip Indra Chan thật mà, tên trong game của cậu là mẹ mày béo đúng không?
Vậy cậu đúng là Rip Indra Chan thật rồi. Vậy cậu muốn vô nhà tớ chơi không? Có cái đồn lầu.